Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục soi đồ một cao thủ Côn Lôn Đao. Hiện tại tầm bây giờ thì khá là hot, cũng như là ông anh trong bang của Khải, anh Ba Tâm Thánh. Hôm nay thì anh đánh được Tống Kim top 2 nè mà. Đó, chém gần 300 mạng rồi, 299 mạng. Wow, quá dữ nè mà. Và liên chạm được 59. Hôm nay top 2, to hai một cuốn cũng là một Côn Lôn Đao, Tâm Thánh Côn Lôn Đao luôn em ơi. Côn Lôn Đao này còn có vẻ Côn Lôn Đao này cũng có thể là suy xét vào cái diện gọn top 2 này mà, no 2 này mà. Tại vì 20 cuốn thì anh em cũng thấy đồ rồi, 20 cuốn hôm trước anh em cũng soi đồ, anh em cũng thấy rồi. No 1 Côn Lôn Đao khỏi nói rồi. Và ok, bây giờ chúng ta cùng xem qua sẽ đồ anh Tâm Thánh này mà. Hiện tại anh Tâm Thánh này nè, hiện tại vừa rồi top 2 rồi đúng không? Cho anh em xem đồ này. Anh em thấy cập nhẫn nha. Đó, cập nhẫn vô danh nè. Cập nhẫn vô danh nha mọi người. Tính mua ngoại thì nhẫn hút đam cho anh em ăn ngáo. Ok Việt Nguyễn ơi, nếu vậy là Nguyệt Bảo ơi, nếu vậy là quá tốt luôn người anh em. Đây anh em ơi, quay lại thì anh đang Tâm Thánh đang sở hữu một cặp nhẫn vô danh, kỹ năng vốn có 2 cấp này mà. Đó, cặp này thì vừa đấu giá ở Thiên Tử khoảng 2 triệu nha mọi người. 7 ngày, 2 triệu, rất là chắc chơi. 7 ngày, đó, gần 2 triệu. Cặp nhẫn vô danh này nó sẽ kết hết đó là bao tay xương tinh 223, bao tay xương tinh. Và tiếp theo đó là cái áo xương tinh 53, 252. Cái áo anh quá pin luôn nè. Áo này quá pin luôn, 50 còn phải đọc mốc luôn. Một đai lưng xương tinh 42, 30 phòng thủ và 40 làm chậm làm chón, 40 chón đó. Là được đường tình và một cái dây vụ ảo. Dây vụ ảo nè. Dây vụ ảo, dây thì 41 khăn lôi, cái này thì hơi fit, hơi mid một chút nhưng mà vẫn có thể lấy hiệu ứng chón từ đôi giày này thì quá là tốt rồi. Và đi kèm với đỡ đánh Tống Kim thì anh sẽ mang cho mình một cây tóc sát thương 44 và 100%. Còn ở bên căn ngồi thì anh sẽ mang một cây tóc băng sắt nha em. Anh có hai cây lận nha mọi người. Cái này thì quá chất luôn rồi anh em à, không cần phải chơi rồi. Quá đẹp. Nói chung thì ở server tầm này thì cứ 47, 48 quay đầu là nhiều nè. 50 thì hiếm. Rồi, nó thì phòng thủ lý làm chậm thân pháp. Dây chuyền. Dây chuyền này thì dây chuyền vô áo nè. Mỗi chuyền kháng cả 21, phòng thủ 25 và kháng độc 29. Nói chung thì đỡ mà nói thì set đồ này thì quá đẹp anh em ơi. Hiện tại kèm theo phi phong này nữa thì coi. Ảnh có càng khôn 2 cấp nè. 2 cấp kỹ năng mà không có nè. Rồi giờ một dạng bạn hỏi là 3 cấp nè. Rồi phi phong là 4 cấp nè. Và cặp nhẫn này nữa, hiện tại này đang có sở hữu cho mình 6 cấp kỹ năng vốn có nha mọi người. Nếu như có phi phong nữa nó sẽ đạt mốc 7 kỹ năng vốn có nha nè. Ôi sợ anh em thấy gờ chưa. Nói chung là tổng sơ qua anh em cũng nhìn sơ qua thì cặp này thì tương đối khoảng 2 triệu. Bao tay này vừa rồi anh ép khoảng gần 3 triệu. Đó, bao tay này khoảng gần 3 triệu. Áo này thì anh mua trong bang khá rẻ thôi. Mà người ngồi, ở ngoài thì người ta mua 3 triệu, 4 triệu đó anh không bán nè. Áo này mát quá đẹp. Còn áo thường thường thì khoảng tầm 1 triệu quay đò thôi nè. Đó. Rồi đai lưng này hôm trước anh mua khoảng 2 triệu. 2 triệu đai lưng này. Đôi giày này cũng vậy nè, đôi giày này khoảng tầm 1,5 triệu, 2 triệu luôn. Cái đao này thì anh ép hết gần 2 triệu, 2 triệu hơn. Nhưng mà tầm này gộp server vô thì cái đao này hơi bị thọt giá rồi. Còn cái nón này thì như hiện tại so với server hiện tại bây giờ thì cái nón này khoảng tầm 5-7 kim. Nón này xấu dòng, 5-7 kim là khoảng tầm 500 nghìn. Giá chuyền này thì khá là đẹp nè. Giá chuyền này so với hiện tại giá chuyền này cũng nhìn vào khá là đẹp đấy. Đỡ mà một cái set vụ ảo thì giá chuyền này cũng khá là chất. Gia truyền này ở trong bang đưa cho anh mang. Nếu mà đỡ so giá cái gia truyền này thì khoảng tầm hơn 1 triệu đến 2 triệu nè. Đó. Chung thì set đồ này thì cũng khá là chắc nè. Nhìn vào em thôi, số kỹ năng cũng có. Còn tổng set đồ này thì khả nghĩ kèm theo con bông tiêu nữa. Bông tiêu hồi trước thì khoảng 4 triệu, 5 triệu nè. Tầm này thì cũng rẻ rồi, tầm này còn 2 triệu rưỡi, 3 triệu thôi. Tục giá sau khi gọp server thì những cái vật phẩm nó nhiều quá đâm ra nó thành giá nó bị tục lại nè. Đó. Chung thì tổng set đồ này thì như chúng ta đã nói sơ qua thì 2 triệu, 2 triệu. Và cả bông tiêu này nọ tầm set đồ này khoảng 20 triệu hơn anh em. Cái này chỉ gọi là set đồ thôi nha mọi người. Set đồ nha anh em. Nói chung set đồ này thì chỉ có cho mình khoảng 79 chón thôi. Nhưng mà đi kèm với nghe mươi thì đặt mốc nha anh em. Đi kèm với nghe mươi 30 mấy nữa thì vẫn lên được mốc 110. Rồi 110 thì cố gắng 120 nhưng mà không nói. Đó, đai lưng với dây thì được 79 rồi. Với nghe mươi thì 30 nữa thôi. Làm chậm thì cũng đặt mốc luôn. Làm chậm thì được mốc 80. 40 này. 40 rồi. Nói chung là tầm này thì solo quá chắc rồi nè. Đúng rồi, cặp nhẫn này ở bên server cũ thì gia hạn được nè. Còn server này chưa gia hạn được nha mọi người. Sau này nếu có gia hạn được thì sẽ báo nha. Ok, cảm ơn em đã theo dõi video này. Đừng quên đỡ lại cho anh Ba Tâm Thánh một like, một chia sẻ chơi nè ơi. Khẳng định với em này thì so với tầm này thì Côn Lôn này cũng dạng vào no 2 nè mà. Nếu mà no 1 thì không dám, tại vì 21 cuốn em thấy chưa. Quá khét anh em ha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nha. Anh em nào muốn xem lại video của 21 cuốn, đồ của 21 cuốn thì anh em có thể gõ 21 cuốn Duy Khải cái mình sau đồ anh em sẽ ra video Côn Lôn Đao của 21 cuốn nha mọi người. Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Ok mọi người.